Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Bách vừa về hai cặp loa bút sale của Tannoy. Đây là dòng M20 và M20 Gold ha. Thì hai dòng này về cơ bản á, là nó giống nhau 9 trên 10 rồi. Có một chút xíu điểm khác nhau nho nhỏ và trong video này thì Bách sẽ chia sẻ luôn để các anh có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một cái sản phẩm ưng ý nhất. Về tình trạng và mức giá bán thì cả hai cặp này đều về từ thị trường Nhật, chưa qua sử dụng ở Việt Nam với cái hình thức còn rất là đẹp. Và nó sẽ có mức giá bán chênh lệch nhau là 12 triệu rưỡi và 13 triệu rưỡi ha. Mức giá này thì không bao gồm tiền phí vận chuyển và bác sẽ đảm bảo cho các anh về cái khả năng hoạt động cũng giống như là sẽ bảo hành cho các anh trong vòng 6 tháng. Rồi bây giờ mình đi chi tiết về tình trạng của hai cặp loa ha. Dây căng thì tất cả bác đã tháo sẵn và để ở bên ngoài rồi, thì các anh quan sát sơ về tình trạng lưới của nó nha. Thì ở đây các anh có thể thấy rằng là lưới của những cặp loa này á còn giữ được cái tình trạng rất tốt nè, không có bị cấn thủng ở những cái góc cạnh và bề mặt của nó cũng rất là đẹp, không có bị sờn. Đó, tình trạng của nó rất là ok này. Cái cặp này á thì nó hơi bẩn hơn chút xíu và nó có cái đường hằn như thế này, nhưng mà cái này thì bác sẽ vệ sinh cho các anh trước khi mà giao tới tay của các anh đó. Quan trọng là cái bề mặt vải và khung của nó còn rất là đẹp. Rồi tiếp đến là về cái phần loa thì chúng ta sẽ có cái gam màu chủ đạo là gam màu vàng như các anh đang thấy ở đây. Cái màu này thì nó khá là sang cho cái không gian của mình ha. Và về cấu hình á thì nó sẽ có cấu hình giống nhau, gồm hai loa, một loa chép đôm với đường kính là 2,5 cm và một cái loa bass với đường kính là 20 ha. Thì cái phía dưới loa bass này á thì chúng ta sẽ có viền bằng cao su nha các anh, và tình trạng của viền các anh có thể thấy nó còn rất là mềm, không có cái dấu hiệu bị chai hay là bị nứt ở cái điểm gấp như thế này. Tình trạng rất tốt nha, mũi của nó cũng rất là đẹp nè. Và đây là phần màng loa. Thì cái màng loa này Bách cũng chưa tìm hiểu được cái tên của nó là gì, có nghĩa là nó là vật liệu gì á. Mình nhìn thì nó giống y chang như là nhựa trong suốt vậy các anh. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái lỗ hơi để phản xạ âm trầm ra đây ha. Rồi ở đây thì nó có một cái phần logo của Tannoy và cái dòng sản phẩm này. Ở đây nó có một cái dòng chữ này Bách dịch ra thì nó có nghĩa rằng là được sản xuất tại Vương quốc Anh bởi Tannoy. Đó thì cặp này, cặp M20 và M20 Gold đều như vậy cả. Đó, ở đây thì các anh quan sát luôn về tình trạng của phần thùng này. Các anh có thể thấy góc cạnh đường nét rất là sắc sảo, và kể cả M20 hay là M20 Gold thì cái phần vỏ thùng của nó đều được làm bằng gỗ lạng hết nha. Đó, các anh có thể thấy là góc cạnh đường nét của hai cặp loa này rất là đẹp, kể cả cái phần bên dưới luôn, không có dấu hiệu bị ẩm nở ha. Đó, các anh có thể thấy thì tình trạng của hai cặp loa này Bách có quan sát sơ rồi, Bách thấy rằng là góc cạnh đường nét của nó khá là đẹp. Đó, rất là phẳng nha. Các cái cạnh này không có bị mẻ nè, và cái đường nếp gấp, đường nối ở các cái điểm cạnh như thế này á cũng rất là đẹp và nó không có cái dấu hiệu bị hở ra. Thì các anh quan sát luôn tuyến loa của cái này. Đó thì ở trên cái phần mũi loa các anh thấy là chúng ta có rất là nhiều bụi. Tuy nhiên thì cái này nó bị dính vào trong cái màng keo của cái mũi á, cho nên là cũng không có vệ sinh ra được anh. Rồi ở phía dưới này là cái phần viền ha. Thì cặp M20, ở đây là cặp M20 nè. Và các anh có thể thấy là tình trạng của viền của nó rất là ok, không có gì để chê trách cả, mũi màng cũng vậy, khá đẹp. Đó, tất cả các chi tiết ha. Rồi, ở đây là cái phần vách bên hông của thùng này. Thùng gỗ lạng thì nó giữ được tình trạng bền đẹp rất là lâu các anh. Nó không có bị giật si và nó không có bị hở giống như là các cái thùng mà dán simili. Và đây là cặp M20 Gold ha. Thì cấu hình của nó cũng tương tự. Đó. Về bên ngoài á thì hầu như là hai cặp này không có bất kỳ một cái điểm khác nhau nào cả. Đó, các anh có thể thấy ở đây. Về cái phần thông số kỹ thuật và các cái khả năng đáp ứng cũng giống như là cái yêu cầu của nó đối với âm ly thì Bách có để ở dưới phần mô tả video nha. Bách để một cách rất là chi tiết ở phía dưới, các anh có thể tham khảo nếu cần. Tại vì cái video Bách quay cả hai cặp loa cho nên là nó sẽ khá dài, thành ra là mình tiết kiệm cái thời gian chỗ đó ha. Bách để chi tiết ở phía dưới á, các anh có thể bấm vào cái phần mô tả và các anh xem. Rồi, rất là đẹp ha, không có gì để chê cả. Các anh thấy là trên này, tuy nhiên á, những cái sản phẩm này thì đã qua sử dụng rồi và nó cũng có những cái vết xước nho nhỏ ở trên bề mặt gỗ lạng, nhưng mà không đáng kể nha, không đáng kể. Nói chung là đẹp, vuông vức, sắc nét, không có cấn mớp, không có bể mẻ gì cả. Các anh quan sát luôn phần mặt sau ha. Ở đây là cái cặp M20 này. Thì chúng ta sẽ có một chút xíu điểm khác biệt ở đây. Đó là cái phần cọc cắm loa. Thì ở trên cái dòng M20 á, nó sẽ là cái cọc loa bằng nhựa. Và chúng ta có thể nhét dây vào đây, vặn ra như thế này. Hoặc là chúng ta có thể nhét cái giác bắp chuối ở phía sau này vào.
Còn ở bên M20 Gold á thì nó không có cái chỗ để mình cắm rác bắp chuối nha. Thay vào đó, nếu như mà các anh sử dụng rác bắp chuối thì các anh nhét vào cái lỗ này tương tự với cái chỗ mà các anh cắm dây vậy. Ở đây là về tình trạng này, bên này là cặp M20 Gold ha. Thì các anh thấy đường nét góc cạnh của nó rất là sắc sảo và hầu như không có điểm trừ nào để chúng ta chê trách cả. Đó, tương tự thì cái bên này cũng vậy. Đây là cặp M20 trơn này. Đó, các anh có thể thấy ha. Thùng vắt tất cả mọi cái góc cạnh đều rất đẹp. Ở đây là cái phần tem của nó thì toàn bộ cái phần tem này nó in là tiếng Nhật nha các anh. Đó và các anh thấy là tem còn rất là đẹp này. Cực kỳ bóng, cực kỳ sắc sảo. Đó. Thì có rất là nhiều anh hỏi bắt cái vụ mà loa là loa Tannoy mà tại sao nó có cái chữ Tích ở dưới này. Thì Tích nó là một cái thương hiệu sản xuất đồ điện tử của Nhật luôn. Tuy nhiên á thì đối với những cái phần tem mà có chữ Tích trên những cặp loa Tannoy này thì Tích nó là cái thương hiệu phân phối độc quyền và nó là cái trụ sở duy nhất phân phối cho loa Tannoy tại Nhật. Thì các anh có thể thấy rằng là tất cả những cái sản phẩm khi mà nó được sản xuất cho thị trường Nhật á thì đặc biệt là Tannoy nha, thì trước khi mà mang qua bàn giao cho Nhật thì họ sẽ có một cái phần tem như thế này. Đó. Có chữ Tích ở trên này luôn. Rồi và các anh thấy là cả bốn cái tem này đều rất là đẹp nha. Bác cũng thắc mắc không hiểu là người ta sử dụng ở bên đó như thế nào mà tình trạng cái tem của nó còn sáng như thế này. Và đây là phần bên trong của hai cái dòng loa này. Thì chúng ta quan sát từng chi tiết ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái phần củ loa bass. Thì các anh có thể thấy là củ loa bass này, từ cái phần củ từ cho tới phần khung sườn nó đều được làm giống nhau cả và gần như là nó không có bất kỳ một sự khác biệt nào. Chỉ duy nhất một cái điểm thay đổi á, là cái phần dây dẫn. Đó, thì cái phần dây ở trên M20 Go nó làm với cái tiết diện khoảng 2 ly, còn ở bên này thì rất là nhỏ, khoảng 0 chấm mấy thôi các anh. Nó chỉ có một cái điểm khác duy nhất như vậy thôi. Còn về cái phần kết nối á, thì bên này nó là cái jack cắm, còn bên này là nó hàn cố định luôn ha. Thì nó chỉ có một thay đổi như thế này ở trên cái phần cũ loa bass thôi. Còn về những cái khác, về công nghệ, về các cái kích thước á, thì giống nhau tuyệt đối rồi. Tiếp đến là cái phần loa chép thì tương tự, ở đây các anh cũng có thể thấy rằng là chúng ta không có thay đổi nào cả, chỉ thay đổi về cái phần dây dẫn thôi. Dây dẫn của cặp M20 khá là nhỏ các anh, khá là nhỏ ha. Còn ở bên M20 Gold thì rất là lớn. Đó. Rồi, có một điểm nữa là về cái dòng M20 Gold này nè. Thì cái phần dây dẫn này có nhiều cặp á, thì hai cái sợi dây cho bass và chép nó là dây màu trắng hết hoặc dây màu đen hết. Cũng có cặp như các anh đang thấy ở đây là một dây trắng, một dây đen. Cái này thì không có ảnh hưởng gì hết các anh. Đó. Rồi bên trong phần nội thất thì ở đây các anh thấy là đây là cái phần phân tầng của cặp M20 này. Rồi các anh quan sát sơ ha. Và tiếp đến là cái phần phân tầng của M20 Go. Thì về cơ bản á, cái phần tầng này nó giống y chang nhau. Nó không thêm, không bớt bất kỳ một linh kiện gì và cảm quan bằng mắt thường á, chúng ta thấy kích thước của tất cả các linh kiện nó đều giống như nhau cả. Đó, hầu như là không có gì khác ha. Còn phần bông tiêu âm thì nó cũng được bố trí giống nhau. Đó, nó chỉ khác về màu sắc thôi. Hầu như là về cơ bản chúng ta sẽ thấy là nó giống nhau gần như 9 trên 10 rồi ha. Chỉ có một cái điểm duy nhất là về cái phần dây dẫn là nó khác nhau thôi. Chứ còn Bách thấy rằng là từ cái cấu trúc này, kích thước cho tới cái thông số kỹ thuật như lúc nãy các anh tham khảo á, thì nó cũng không có gì khác nhau. Rồi, về tình trạng thì các anh cũng vừa quan sát tỉ mỉ rồi. Và đối với hai cặp loa này á, thì nó sẽ có hai cái mức giá bán. M20 là 12 triệu rưỡi và M20 Gold là 13 triệu rưỡi. Đó, thì cái mức giá này không phải là cho cái sự chênh lệch về chất lượng âm thanh hay là hình thức nha. Hai cặp này rất là đồng đều. Tuy nhiên thì Bách mua về cái cặp M20 giá nó rẻ hơn là M20 Gold. Đấy, cho nên là sẽ có hai mức giá như vậy. Rồi, nếu như anh nào có thêm bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu gì, vui lòng liên hệ trực tiếp với Bách qua hai số điện thoại Bách để ở đầu và cuối video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau ạ.